À, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với cái bài học là chúng ta xây dựng cái trang sản phẩm. À, chúng ta đây là trang home mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn ha, cũng như những cái gợi ý để các bạn dàn cái trang home của mình rồi. Thì để trong home bây giờ chúng ta đi vào cái trang gọi là danh sách các cái sản phẩm ha. Thì đây chúng ta có nhiều danh sách, tất cả cái này chúng ta đều có demo ha. Chúng ta chỉ làm demo một cái gọi là danh sách sản phẩm, tôi bấm vào đây. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái trang danh sách sản phẩm này, giống như tôi nói là trước khi chúng ta làm, chúng ta phải phân tích nó ha, chúng ta phải phân tích để chúng ta biết là chúng ta chia cái bố cục cái website ta như thế nào và gắn cái bootstrap vào cái layout chúng ta như thế nào. Thì cái phần này, cái phần đầu tiên và phần này tôi không hướng dẫn nữa bởi vì chúng ta đã làm rồi ha. Cái này thì khi mà các bạn lập trình á, lập trình trong trong gọi là chúng ta có code PHP thì thông thường cái này nó nằm trong một cái file include, là cái file header là chúng ta tách riêng và chúng ta xài ở cho tất cả các trang, cũng tương ứng như vậy cái thằng footer cũng vậy. Cái thằng footer này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái gì mà nó giống nhau hay giống nhau thì chúng ta sẽ để trên một trang, rồi sau đó chúng ta những trang khác chúng ta include và chúng ta xài. Nó cũng giống như JavaScript vậy các bạn, cái khái niệm giống vậy ha. Khi chúng ta lập trình có những cái khái niệm gọi là gì, những cái gì dùng chung thì chúng ta tách ra ha. Những cái gì dùng chung, cứ các bạn nghĩ cái gì dùng chung là chúng ta tách ra ngoài. Đó là một cái kỹ thuật để chúng ta lập trình cho nó tốt ha. Cái gì mà các bạn thấy lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta nghĩ ra là à cái này nó giống nhau thì chúng ta để riêng một file. Thì trong ASP.NET nó sẽ có cái khái niệm gọi là master base. Là master base thì cái khái niệm đó là chúng ta tạo ra một cái trang master và những trang khác kế thừa từ trang master đó ở những cái phần giống nhau thì chúng ta không phải làm lại. Còn trong BSP thì nó sẽ có những cái gọi là những cái template, những cái template để chúng ta tách ra, cũng gọi là những cái template đó các bạn. Ví dụ trong WordPress, trong những cái ngôn ngữ khác là Laravel, Joomla chẳng hạn đều có những cái gọi là template. Thì template nó cũng định nghĩa những cái gì gọi là chung nhất, nó bỏ ra ngoài một file, và những cái gì gọi là khác nhau thì chúng ta đem vào chúng ta xài, chúng ta chỉ code những chỗ khác nhau mà thôi. Rồi thì đó, như tôi nói là chúng ta không có trình bày phần header và phần footer. Thì bây giờ chúng ta đi ngay vào phần nội dung của chúng ta ha, đi ngay vào phần nội dung. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là gì, chúng ta chia cái bố cục của chúng ta làm hai lô, một cái lô bên này và một lô bên này, là lô bên trái và lô bên phải, đúng không nào? Thì thông thường những cái lô bên trái này các bạn, người ta gọi là sidebar, hay gọi là sidebar. Thì trong cái khóa học sắp tới về khóa học progress sắp tới, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là những cái sidebar nó như thế nào, và sidebar nó tạo động như thế nào. Trong cái ngôn ngữ progress thì việc này nó làm rất là mạnh, rất là nhanh chóng và tạo web cũng nhanh nữa ha. Thì trong cái khóa học sắp tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về chúng ta tạo những cái website, tạo những cái website bán hàng, website về tin tức và đầy đủ tất cả chức năng, full chức năng để cho các bạn có khả năng mà chúng ta sử dụng những cái bản nguồn đó để chúng ta xây dựng những website cho khách hàng của chúng ta ha. Hoặc là xây dựng những cái website cho các bạn để chúng ta kinh doanh chẳng hạn. Thì cái khóa học sắp tới tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Còn cái này thì tôi từng nghĩ là những là cái sidebar. Thì các bạn thấy là chúng ta chia này, tất cả bên này nó một lô đúng không các bạn? Từ đây đến đây nó cầm một cái container một lô. Còn cái phần này chúng ta cũng đã làm ở trang chủ rồi, tôi cũng không nhắc lại. Chúng ta xài slider ha, slider, và nó cũng là phần container. Thì chúng ta tập trung cái phần container ở cái khu vực này mà thôi ha, khu vực này. Thì tôi chia làm hai, bên trái và bên phải. Thì các bạn thấy nè, trong cái mã nguồn mà tôi gửi trước cho các bạn, tôi chưa có chỉnh sửa một vài chỗ ha. Bởi vì cái template mà chúng ta lấy về thì nó có một số chỗ là nó chưa có bootstrap tốt. Thì tôi đã hiệu chỉnh cho các bạn là chúng ta phải thêm một số những dòng sau đây. Đây, trong cái product của chúng ta thêm cái class row đó các bạn. Chúng ta chia một cái hàng, hàng chúng ta chia làm hai phần, đúng không nào? Thì các bạn sẽ thấy tôi chia làm 3 và 9, 3 và 9 là 12 đó các bạn. Bên này tôi chia cái size 3 này là 3, ba cái cột, và bên này là 9 cột, bên này là 9 cột. Đó, thì các bạn sẽ thấy khi tôi chia như vậy. Đây, chúng ta có bootstrap, có row, xong rồi chúng ta chia 3, hai column small 3, product, và chúng ta column small 9 cho cái gì các bạn? Cái bên này. Thì cái chỗ này chúng ta đã chia làm 3 rồi, thì các bạn cứ như vậy chúng ta dàn thôi. Chúng ta dàn cho nó theo cái này rất là dễ, là ULLI, đúng không nào? Chúng ta chỉnh CSS, đây là một cái hình, còn đây cái tag, cũng giống như vậy, này chỉ là CSS thôi, không có gì khó khăn cả. Đây các bạn có thể nhìn, nhìn đây, đây ULLI, chúng ta có cái file, chúng ta làm CSS cho nó, đúng không? Cực kỳ đơn giản. Xong rồi chúng ta có cái hình, còn đây là những cái tag, không có gì cả các bạn ha, ULLI thôi, không có gì cả, được chưa nào? Rồi chúng ta đi vào cái gọi là cái phần bên này. Thì cái phần bên này nó cái chúng ta dàn từng cái hình, từng cái item mà nó có quick view có này nè. Thì chúng ta cũng đã làm ở trang chủ rồi, làm ở trang chủ rồi. Bây giờ tôi sẽ nói thêm ở chỗ này nè các bạn. Đó, các bạn nhìn cái chỗ này, nhìn chỗ này. Khi chúng ta đổi cái gọi là cái list này thì các bạn thấy nó dạng nó liệt kê dạng thế nào, là kê dạng thế này. Khi chúng ta dạng grid thì nó liệt kê dạng như thế này. Thì đây là một trong những cái cũng khá là hay khi chúng ta làm những cái site bán hàng để cho người dùng thấy. Khi các bạn bấm cái này thì các bạn thấy thông tin của nó lấy lên thông tin, một số thông tin vắn tắt về cái sản phẩm này.
Còn khi chúng ta bấm cái như cái này thì nó lấy lên là bạn à nó cũng có lấy lên nhưng mà nó dạng kiểu khác hay nó dạng kiểu khác. Thì làm sao chúng ta làm được cái đó? Thì cái này thực chất đơn giản, nó cũng xài một cái plugin các bạn, plugin Jury. Đó các bạn thấy ha, Jury nó xài khá là nhiều. Cho nên các bạn cần hiểu rõ nó để chúng ta hiểu và chúng ta vận dụng những cái framework à lộn chúng là những cái plugin ha, plugin. Thì các bạn thấy cái plugin mà nó xài có nghĩa là đây, CBB View Mode Switch này các bạn. Nó định nghĩa sẵn hết, cái này là nó có sẵn luôn các bạn, cái mã nguồn nó ở từ đây. À, đây là mã nguồn mở các bạn. Download về chúng ta xài thôi. Và các bạn thấy nè, trong cái này nó đơn giản là nó switch đó, nó làm nó hoặc là nó chuyển qua này hoặc là chuyển qua kia. Đó thì nó chỉ là sắp xếp một số những cái gì các bạn sắp xếp một số những cái thẻ thông qua cái thuộc tính các bạn nè. Nó lấy element ID, nó lấy CBD VM thì cái này buộc các bạn phải có ở ngoài. Các bạn phải có ở ngoài khi chúng ta dàn cái sản phẩm đây. Các bạn sẽ thấy nè, chúng ta đi đến cái thằng đây các bạn, chúng ta có hai cái nè. Cái ID của ta là CBBVM đây ha, là cái view mode đây các bạn, view mode đây nó change. Thì cái view mode của chúng ta nó chia làm hai đây, nó gọi hai, nó có hai cái thẻ A. Và khi mà người dạy nó khi mà nó thực hiện như vậy thì chúng ta khai báo những cái lớp tương ứng của nó, cái lớp tương ứng những lớp CB switcher để chúng ta chuyển qua chuyển lại. Rồi nó cũng có cái data view thì các bạn cứ áp dụng cái này vào grid view này hoặc là list grid view hoặc là list view thì chúng ta sẽ có là chúng ta chuyển đổi qua lại giữa những cái view chuyển đổi qua lại những cái view. Thì cái này thực chất nó xài cái thằng này và chúng ta đi đúng cái ID và cái class của nó thì nó sẽ thực hiện về vấn đề gọi là gì, nó chuyển đổi những cái dạng hiển thị của cái list, của cái list sản phẩm của chúng ta. Thì thực chất trong cái phần này nó chỉ cái khó chỗ này thôi, chỉ có khó này thì tôi giới thiệu cái script thì chúng ta có thể làm. Còn mỗi cái này nó gọi là nó dàn trước những cái dropdown thôi các bạn, dàn trước dropdown. Khi mà các bạn lập trình đó, thì chúng ta mới xử lý những cái thằng này, chúng ta xử lý mấy cái thằng này là chúng ta gắn những cái sự kiện lấy trong cơ sở liệu ra. Nếu như người dùng chọn chín thì chúng ta hiển thị ra chín cái, nếu như người dùng chọn là 30 thì chúng ta lấy lên là 30 cái sản phẩm trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, cơ sở dữ liệu của chúng ta. Thì đó là cái bài gọi là chúng ta là dàn cái list ha. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến một cái bài nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc cái khóa học này. Đó là cái bài liên quan đến single trong cái single. Thì cái này chúng ta cũng chia cái khu vực đầu và khu vực cuối, tôi không nói nữa các bạn ha. Chúng ta tập trung cái khu vực giữa này thôi. Ở bên này cũng tương tự, chúng ta xài size 3 và tôi chia là 9, bên này là 3, bên này là 9, tôi chia bootstrap ha. Thì chỗ này nó có một cái phần gọi là nó khá khá là nó được xài nhiều. Ví dụ đầu tiên đó là các bạn thấy nè, cái zoom hình ảnh, cái zoom hình ảnh và cái slider. Slider này nó cũng xài là flash slider các bạn, nó vẫn xài flash slider nó gắn vô thôi ha. Còn cái zoom này thì tôi giải thích cái zoom này cho các bạn xem là chúng ta xài cái kích thước của cái hàng zoom cái hình này nè, bởi vì cái hình này nó rất là lớn rất là lớn, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn như vậy người ta không có thấy rõ, cho nên để cho thấy rõ thì nó có một cái kỹ thuật là cho chúng ta zoom cái hình giống như vậy, zoom hình này. Thì thực chất hai cái hình hình lớn và hình nhỏ thì thực chất nó là một đó các bạn, là một, nhưng cái hình mà tôi zoom lên là cái hình nó lớn hơn rất là nhiều so với cái hình mà nó đặt ở đây. Thì các bạn thấy nè, tôi inspect tôi sẽ thấy cái hình này đây, các bạn thấy cái hình này nè. Thì cái hình này các bạn thấy cái phần mà nó ghi là 345 nhân 4 pixel là cái thumbnail mà nó để đó các bạn, nó gọi là thumbnail, đây là thumbnail nè, là nó để cho chúng ta chúng ta thấy thấy minh họa. Nhưng mà khi nó lớn là gì, cái nitro của bạn là kích thước tự nhiên của nó là 762 nhân 1100 pixel, 1100 pixel để nó phóng lớn này để người dùng có thể nhìn thấy rõ cái vải hay là cái chất liệu của cái sản phẩm này như thế nào. Thì thực chất những cái liên quan đến cái zoom này nó đã có một cái jQuery plugin để support các bạn, đó chính là chúng ta xài image zoom. Chúng ta xài cái zoom đây, image zoom này các bạn, nó viết sẵn hết rồi. Đây cũng là một cái plugin các bạn thấy này, image zoom plugin. Chúng ta gắn cái image này vào và chúng ta cũng có những cái thuộc tính, ví dụ như là image zoom view này, rồi image zoom cursor này, đây là những attribute data zoom, thì đây là những attribute. Và chúng ta khi chúng ta dàn thì chúng ta tuân thủ theo những cái hướng dẫn của nó, hướng dẫn của nó. Đây các bạn nhìn thấy hướng dẫn của nó đây. Ví dụ cái hình này, đây là một cái sản phẩm các bạn ha, một cái sản phẩm. Và một sản phẩm này tôi có là cái hình nè, rồi các nó cũng có thêm cái kiểu gì các bạn, image ribbon seal. Image ribbon seal thì tôi đã dạy cho các bạn rồi. Có nghĩa là chúng ta muốn cái hình chúng ta lớn theo kích thước của thiết bị. Ví dụ như kích thiết bị iPhone thì nó sẽ tự động nó nhỏ lại, và thiết bị của màn hình laptop thì nó sẽ lớn lớn hơn, hay là những màn hình lớn hơn thì nó tự động lớn ra lớn ra. Thì đó là nó, chúng ta xài cái class là image ribbon seal, image ribbon seal được chưa nào. Và trong này các bạn cũng có thêm với cái thằng gọi là mask này thì tôi đã hướng dẫn rồi. Mask là để nó tạo cái big view đó các bạn. Mask chúng ta đã trong trang chủ chúng ta có rồi.
Và các bạn thấy cái thằng này nó có cái đó, Swisher nó đi đến single cho chúng ta rồi. Single đây, cái single đó các bạn, view product view map đây các bạn thấy những cái view đúng không nào, cái image responsive này. Trang này trang product, trang single ha, tôi bắt bắn nhầm các bạn ha, trang single chứ không phải trang product, trang single đây, trang single này các bạn thấy nó quy định này. Thì đầu tiên á, là chúng ta bỏ trong một cái các bạn thấy tất cả sản phẩm này này, những cái hình đại diện chúng ta có ba cái hình đại diện ha, chúng ta xem lại đây ba cái hình đại diện. Thì để làm sao mà chúng ta bấm bấm cái này thì nó xài cái flash slider nó gắn vô thôi ha. Đây nha, các bạn thấy này nó xài slide này, là chúng ta gắn flash slider chúng ta gắn flash slider vào cho nó. Thì cái thằng flash slider đây chúng ta đã có rồi, chúng ta gắn vào nó chạy được chưa. Và các bạn thấy nó thêm những cái lớp là gì các bạn, zoom bridge nè, nó định nghĩa là gì, trong cái khu vực cái clip này tôi cho một cái thuộc tính là zoom bridge, là cái bridge có thể zoom. Và trong cái từng cái LI tôi thêm cái data cho các bạn đây, các bạn nhìn thấy nè, chúng ta có thumb, đầu tiên là chúng ta thumb image là cái hình đại diện, giống như tôi nói là cái hình nó lấy nhỏ thì chúng ta sẽ có cái seed để cho ta nó lấy nhỏ, và cái hình thực sự của nó là cái hình này, hình thực sự của nó là này. Thì nó cho là gì các bạn, là cũng là class image bằng reversal để chúng ta cho phép là reversal được chưa nào. Rồi và chúng ta thêm có cái là data image zoom, chúng ta bật bằng true để chúng ta thông báo là cái hình chúng ta có khả năng zoom được, có khả năng zoom được. Cho nên như vậy thì nó sẽ apply cái gì các bạn, khi như vậy thì nó sẽ apply cái image zoom cho chúng ta, image zoom để nó zoom ra sản phẩm ha. Rồi xong rồi á, thì chúng ta sẽ đi đến cái thằng gọi là các cái tab này, các bạn nhìn thấy những cái tab này khi mà tôi kéo lại thì tự động cái tab nó cũng xuống luôn các bạn ha, tự động cái tab của chúng ta nó cũng xuống luôn đây đây này, cái tab các bạn cái tab này tự động nó xuống luôn cho các bạn, tự động nó xuống dòng hết. Thì cái tab này chúng ta xài một cái plugin của Jupyter luôn, nó là tab responsive các bạn, chúng ta xài tab responsive đây, responsive tab thì nó sẽ định nghĩa trong này là tự động nó tính toán cái việc là khi màn hình lớn hay nhỏ thì nó tự động đẩy xuống và cho phép chúng ta là nó collapse expand ha, collapse expand là vậy đó các bạn. Đây nó nghĩa là gì, nó chọn cái thằng này thì thằng kia tắt đi, thì kia chọn thằng này thằng kia tắt đi, thì mấy cái này nó dùng sử dụng jQuery hết thôi. Nó bấm thằng này show, bấm thằng này thì thằng tất cả thằng khác ẩn đi, bấm thằng này thì những thằng khác ẩn đi đó. Cứ như vậy thì nó cũng xài cái JavaScript để nó kiểm tra và nó đây các bạn, nó thực hiện ha. Thì trong cái thằng tab này chúng ta gán thêm cái đó, các bạn nhìn cái tab của chúng ta single chúng ta đóng cái tab đây, những cái tab là các bạn navigation, navigation tab, responsive tab đây, responsive tab để nó tạo ra những cái tab cho chúng ta ha, tạo cái tab để cho nó review tab nè ha, để nó tạo ra những cái tab để chúng ta đây các bạn đây là những cái tab và review specification nè, bấm lên hay là my tab đó, nó định nghĩa sẵn cái my tab ở dưới này nó có những cái thằng JavaScript để nó làm gì. Đây các bạn thấy những cái JavaScript này, my tab này đây, my tab nó gọi my tab ha, để on click thì nó gì các bạn, nó gọi những cái show ha, show cái tab đang được chọn. Và các bạn thấy một cái hàm mới chỗ này là cái e này các bạn, function nó truyền vào một cái tham số e, e.prevent default có nghĩa là gì, nó sẽ giúp cái trang của chúng ta giữ lại và nó không có phải nó không phải gì các bạn, nó không phải đi đến cái chỗ khác, nó không phải, nó không phải nhảy, nó nhảy lên nhảy xuống. Thì cái thằng này là prevent default, là nó ngăn chặn cái việc việc cái thêm cái dấu sáp ở cuối đó các bạn, để nó nhảy đó các bạn ha. Đây này các bạn, nó sẽ không có cái dấu thăng ở đây này, là prevent default để nó đứng ngay tại chỗ này cho chúng ta dễ bấm. Còn nếu như các bạn khó là không có prevent default thì lập tức nó sẽ có một cái dấu thăng đây này các bạn, và nó trang nó sẽ bị nhảy lên, lúc đó sẽ gây khó chịu cho người dùng ha. Ví dụ như thằng đó các bạn nhìn này, nó có dấu thăng này, ví dụ bấm vào chỗ đó ha, chỗ này mà chúng ta không có cái link gì cả chúng ta bấm phát nhảy lên, bởi vì nó gắn cái dấu thăng cho trang ha. Còn những thằng này nó ngăn chặn việc đó, cho nên nó xài cái là e.prevent default thì nó không cho nhảy ra, nó không cho nhảy mà nó ngay ở vị trí này để cho người dùng dễ theo dõi, hay người dùng dễ theo dõi. Thì đó là tất cả những cái gì, còn cái phần này dưới đã tôi đã hướng dẫn rồi ha. Thì đây là tất cả những cái gì mà tôi có gợi ý hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn có thể làm, các bạn có thể làm hoàn chỉnh cái bài này theo cái sự của tôi để chúng ta có thể biến thành những cái màu sắc nó đẹp hơn, chúng ta làm cái sản phẩm của chính của các bạn chúng ta dàn cho nó tốt hơn được chưa nào. Thì đó là tất cả những cái liên quan đến cái khoa học của chúng ta, của các bạn đồ án này. Coi như là kết thúc bài học tại đây, thì tôi sẽ có một cái video để chúng ta tổng kết lại cái khóa học cho toàn bộ cái khóa học của chúng ta ha. Rồi cảm ơn các bạn.